Thưa thầy cho con hỏi, mình dọn dẹp bàn thờ dời bát lư hương có sao không? Con nghe bạn đạo nói nếu dời lư hương khi dọn dẹp sẽ làm gia đình bất hòa xào xáo, quan điểm trên là tà kiến phải không? Xin cảm ơn hai thầy. Thì sư trả lời thẳng luôn thì đó là tà kiến ha. À, xin thưa là cuộc đời của sư là sư dọn dẹp chùa, thì sư dọn, sư tháo bát hư, sư tháo nhang rồi sư dọn bát hương, cái chuyện có liên tục, không có chuyện gì gia đình xào xáo, cái gì chùa không có xào xáo. Ở nhà cũng vậy, sư dọn, sư đem bát hương qua một bên rồi sư dọn cho nó sạch sẽ, cho nó gọn gàng, cũng không có chuyện gia đình xào xáo. À, cho nên cái này nó không có đúng ha. Sư qua câu hỏi tiếp theo.